diễn biến chiến sự khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Nga đe dọa triển khai tên lửa bị cấm trong hiệp ước với Mỹ. Đội ngũ 50 chuyên gia F-16 cho Ukraine đã sẵn sàng ở Đan Mạch. Ukraine tuyên bố tập kích thành công trung tâm liên lạc Nga tại Crimea. Nga mất toàn bộ lữ đoàn tinh nhuệ trong trận chiến với Ukraine ở Volchen. Etap MS tấn công phá hủy tổ hợp phòng không S-500 Romatus mới nhất của Nga ở Crimea. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga cần tiếp tục sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn sau khi Mỹ đưa vũ khí tương tự tới châu Âu và châu Á. Theo hãng tin TASS, tình hình xung quanh Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Hội đồng An ninh Nga hôm 28 tháng 6. Ông Putin nói rằng, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các bước đi tiếp theo của Nga liên quan đến lệnh cấm đơn phương triển khai các tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn. Ông Putin nhắc lại rằng, vài năm trước, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước với một lý do bịa đặt và công bố kế hoạch sản xuất các hệ thống tên lửa như vậy. Năm 2019, Nga cam kết sẽ hạn chế sản xuất và triển khai các hệ thống như vậy, chừng nào Mỹ từ chối triển khai chúng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông Putin cho biết Nga đã cam kết không triển khai những tên lửa như vậy, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất chúng, đưa chúng đến Đan Mạch để tập trận và cũng đưa chúng tới Philippines. Trước đó, Mỹ công bố kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á để kiềm chế Trung Quốc. Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF được Nga và Mỹ ký năm 1987, trong đó cấm hai nước phát triển mọi loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 đến 5.500 km. Vào thời điểm ra đời, Hiệp ước INF được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng ở châu Âu, nơi cả Nga và Mỹ cùng triển khai nhiều tên lửa, dẫn tới nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Đội ngũ 50 chuyên gia F-16 cho Ukraine đã sẵn sàng ở Đan Mạch. Theo TV show đưa tin, chỉ huy lực lượng không quân Đan Mạch Jens Dam tuyên bố và lưu ý rằng việc đào tạo phi công vẫn tiếp tục. Đan Mạch đã đào tạo nhân viên hỗ trợ cho F-16 nhanh hơn phi công. 50 chuyên gia đã hoàn thành khóa đào tạo, một số trong số họ đã ở Ukraine. Ông Jens Dam lưu ý rằng chúng ta không nói về phi công mà là khoảng 50 thợ máy, chuyên gia vũ khí và nhân viên mặt đất tại căn cứ. Theo ông, nhiều người trong số 50 người này đã quay trở lại Ukraine để giúp nhận F-16. Tư lệnh lực lượng không quân cũng nhớ đến các phi công Ukraine. Ông lưu ý rằng 20 người trong số họ ở Đan Mạch sẽ hoàn thành khóa huấn luyện vào cuối năm 2024. Trở lại với đội ngũ nhân viên hỗ trợ, ngoài 50 người quy định, ít nhất phải có 100 người được đào tạo. Mới đây, Trevor Paulsen, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đan Mạch, từng bố rằng sẽ không có khóa đào tạo phi công nào vào năm 2025 vì người Scandinavia đang chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu F-35 mới hơn. Trước đó, chuyên gia Duke Reservet đã nói về F-16, giải thích về thời gian huấn luyện phi công và nói rõ rằng nó không hề bị trì hoãn. Theo ông, những người hướng dẫn cần ngay lập tức đào tạo những người Ukraine trở thành quân át chủ bài vì máy bay của họ đã đi sâu lực lượng phòng không của đối phương một thế hệ. Chuyên gia nhấn mạnh phi công nên bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu ngay sau khi được huấn luyện. Các căn cứ phải được chuẩn bị, ngụy trang, thông tin phải được giấu kín trong nước. Nếu không, địch sẽ tiêu diệt ngay những chiếc F-16 mới tới. Ukraine tuyên bố tập kích thành công trung tâm liên lạc Nga tại Crimea. Trang RBC Ukraine mới đây đưa tin, hôm 28 tháng 6, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một bộ phận quan trọng trong hệ thống liên lạc vệ tinh của lực lượng Nga tại bán đảo Crimea. Thông tin trên trang Telegram, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay quân đội nước này đã đánh trúng trung tâm liên lạc không gian của Nga tại Crimea. Bộ này mô tả mục tiêu bị nhắm trúng là một thành phần quân sự có giá trị trong hệ thống định vị và liên lạc vệ tinh của lực lượng Nga.
Hãng tin Reuters cho biết họ hiện không thể xác minh thông tin trên, nhưng dẫn thông tin từ các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội địa phương cho thấy có nhiều vụ nổ được ghi nhận hôm 24 tháng 6 gần làng Vecino trên bán đảo Crimea, nơi đặt trung tâm liên lạc của Nga. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại dấu vết đám cháy tại một cơ sở quân sự của Nga ở Vecino, nơi xảy ra những vụ nổ lớn vào hôm 24 tháng 6. Lực lượng Kiev được cho là đã tấn công trung tâm này bằng ATACMS do Mỹ sản xuất. Theo OpenStreetMap, tổ hợp đo lường và chỉ huy số 40, một phần của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đóng tại cơ sở này. Đây là đơn vị quan trọng thuộc hệ thống liên lạc không gian và định vị vệ tinh của Nga. Chuyên gia hàng không và cựu phi công quân sự Ukraine Anatoly Grabshinsky cho biết các hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát vệ tinh Liana, bao gồm vệ tinh Lotus và Pion NKS, đều được đặt tại trung tâm này. Pion NKS sử dụng chức năng định vị vô tuyến chủ động để trinh sát hải quân và thu thập dữ liệu. Ngoài ra, ông Grabshinsky nói thêm rằng quân đội Nga cũng có thể sử dụng trung tâm này để kiểm soát các nhóm vệ tinh được thiết kế để gây nhiễu tín hiệu liên lạc của vệ tinh đối phương. Nga mất toàn bộ lữ đoàn tinh nhuệ trong trận chiến với Ukraine ở Volchyn. Nhà báo quân sự của Force David Kaiser đưa tin cho biết quân đội Nga có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 83 tinh nhuệ trong cuộc tấn công vào thành phố Volchyn ở tỉnh Kharkiv, Ukraine. Theo Force cho biết, cuộc tấn công qua biên giới phía bắc Ukraine của Nga bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 nhằm mục đích đánh chiếm một vùng lãnh thổ rộng và sâu để đưa pháo binh hạng nặng đến gần thành phố Kharkiv, cách đó 40 km về phía nam. Tham vọng hơn, các chỉ huy Nga có thể đã hy vọng tiến quân vào chính Kharkiv, nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Trong vòng vài tuần sau khi cuộc tấn công bắt đầu, lực lượng khoảng 30.000 quân Nga tham gia chiến dịch Kharkiv dường như đã bị sa lầy trong cuộc chiến đẫm máu tại thành phố Volchyn, chỉ cách biên giới vài km về phía nam. Và hiện tại, lực lượng phòng thủ Ukraine bảo vệ Volchyn bao gồm một số hoặc một phần của nhiều lữ đoàn cơ giới, thủy quân lục chiến và lính dù Ukraine được cho là đã đánh bại hoàn toàn một lữ đoàn lính dù tinh nhuệ của Nga. Phóng viên Ukraine uy tín có bút danh Nikolai Vanek cho biết lữ đoàn dù 83 đã buộc phải rút lui khỏi Volchyn sau 3 tuần triển khai nhưng hứng thiệt hại nặng nề. Theo Vanek, toàn bộ lữ đoàn số 83 đã được khẩn trương rút về hậu phương vì hứng quá nhiều thương vong và không còn khả năng chiến đấu. Nếu được xác nhận, đây là một tổn thất đau đớn cho nhóm lực lượng phía Bắc mới của Nga, bao gồm khoảng 7 trung đoàn và lữ đoàn. Nhưng tổn thất của Nga ở Volchyn có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều, do có tin một tiểu đoàn, tức là hàng trăm binh lính Nga, đang bị mắc kẹt trong một nhà máy hóa chất ở trung tâm Volchyn trong suốt 2 tuần qua. Những người lính bị mắc kẹt có thể không tồn tại được lâu nữa bởi lực lượng không quân Ukraine đã ném bom lượng chính xác vào nhà máy hóa chất, dần dần biến nó thành đống đổ nát. Lữ đoàn dù 83 từng là một lực lượng tinh nhuệ, một trong hàng chục đơn vị có quy mô lữ đoàn trong quân đoàn dù 40.000 người của Nga trước chiến tranh. Gần đây nhất là năm 2019, lữ đoàn đã thực hiện cuộc tập trận nhảy dù tham chiến cùng xe bọc thép hạng nhẹ của mình. Tại Ukraine, lữ đoàn dù 83 chiến đấu như một lực lượng cơ giới với xe BMD bánh xích và xe BTR bánh lốp. Lữ đoàn đã chiến đấu ở phía Nam vào năm 2023 và vào mùa xuân năm nay đã tham gia vào cuộc bao vây của Nga nhắm vào thành phố Chasivya ở phía đông. Khi Nga tấn công Volchyn, các chỉ huy Nga đã ra lệnh cho lữ đoàn dù 83 tiến về phía Bắc. Một người điều khiển máy bay không người lái Ukraine với biệt danh Chris Foster cho biết những lính dù đầu tiên của lữ đoàn 83 đã xuất hiện dọc chiến tuyến ở Volchyn trước ngày 12 tháng 6 hoặc vào khoảng ngày 16 tháng 6. Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đã có 17 lính dù từ lữ đoàn 83. Theo Chris Foster, lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine đã tấn công lính dù Nga bằng súng cối, khiến 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Đó là một khởi đầu thảm hại cho lữ đoàn dù 83 ở Volchyn. Sau đó, lữ đoàn đã triển khai lực lượng bổ sung. Grace Foster lưu ý rằng, đầu tiên họ triển khai một tiểu đoàn tấn công từ lữ đoàn 83 và chịu tổn thất. Sau đó, họ triển khai phần còn lại của lữ đoàn. Tuy nhiên, 2 tuần sau, lữ đoàn dù 83 phải gánh chịu quá nhiều tổn thất, đến mức họ không còn khả năng tham gia các trận chiến lớn nữa.
lực lượng này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi chiến trường. Nhà báo quân sự của Fox David Asher tuyên bố. Etap MS tấn công phá hủy tổ hợp phòng không S-500 Prometheus mới nhất của Nga ở Crimea. Theo một nhà báo trong nước, lực lượng Ukraine có thể đã tấn công hệ thống phòng không S-500 mới nhất của Nga bằng tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội do Mỹ cung cấp. Andriy Tishchenko, một nhà báo người Ukraine, cho biết trên kênh Telegram của mình, có thông tin cho biết hệ thống phòng không S-500 mới nhất của Nga đã bị phá hủy bởi tên lửa cùng ATACMS. Chi phí cho một trong những hệ thống này lên tới 600 triệu đô la, nhưng không nêu rõ thời điểm hoặc địa điểm hệ thống này bị phá hủy. Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố của Tishchenko và đã liên hệ với chính quyền Nga và Ukraine để bình luận qua email. Trung tướng Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, đã nói với truyền thông Ukraine vào ngày 12 tháng 6 rằng Nga đã đặt các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-500 tại Crimea để sáp nhập. Một chuyên gia quân sự đã đánh giá vào đầu tháng này rằng Nga có thể có 4 hệ thống S-500 có được gọi là hệ thống tên lửa đất đối không Prometheus. Truyền thông Nga mô tả S-500 là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới của Nga có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo và khí động học. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào tháng 4 rằng các hệ thống S-500 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga trong năm nay. Sikhar Karlsson, một nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Georgian United Service có trụ sở tại London, đã nói với Newsweek vào ngày 17 tháng 6 rằng Nga hiện có một trung đoàn S-500 đang hoạt động. Điều này cho thấy họ có 2 tiểu đoàn với 2 khẩu đội phòng không mỗi tiểu đoàn, mang lại cho Nga tổng cộng 4 hệ thống. Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine dường như đã tăng cường tấn công vào các hệ thống phòng không của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, một nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong phân tích về cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 13 tháng 6 rằng Kiev có thể đang tiến hành một nỗ lực nhằm làm suy yếu các hệ thống. Điều này có thể cho phép Ukraine tận dụng hiệu quả hơn sức mạnh không quân cánh cố định có người lái trong thời gian dài. ISW cho biết lực lượng Kiev có thể tìm cách chủ động làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga trước khi lực lượng Ukraine nhận được một số lượng máy bay đáng kể nhằm tạo điều kiện cho Ukraine sử dụng sức mạnh máy bay có người lái trong tương lai gần các khu vực tiền tuyến. ISW cho biết các lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga trước đợt chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 dự kiến cho Ukraine, được cho là sẽ bắt đầu với số lượng nhỏ vào mùa hè và mùa thu năm 2024. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.